rồi cứ đi thoải mái lên đó. Đó phải đi khó khăn gì đó nhưng đứng lâu cũng được thầy. À, đứng lâu được rồi. À, rồi ok biết rồi. Chân này lên rồi, rồi. Đó, rồi ha, đứng nghiêng đó. Rồi giờ co chân lên thử coi. Co chân nào? Co chân nặng được. Đó, được đó thôi. Ok, rồi bỏ chân kia ra, co chân nọ. À, rồi, được rồi. Dạ, co cái chân này. Dạ. Cho mọi cái này, cho ông nặng đây. Rồi cái tay sao? Rồi lại đây thì cất cái gậy đi, chút xíu đi. Rồi quay lại, ngồi lại. Rồi chưa, chưa nằm. Bây giờ đứng đứng nghiêng này. Rồi, tay giơ lên coi. Tay hai tay giơ lên. Tay giơ lên luôn. À, rồi, cái tay nào khó chịu? Bên nào cũng vậy à? À, cũng phải làm vậy. Ai thì thôi vậy. Chắc chắn là dở cái này ra hay sao? Thử đây. Đó, được rồi, thấy biết rồi. Rồi, hỏi tay ra. Để tay kia. Cái này còn tay hại hơn. Đúng không? Ok. Rồi, được rồi. Nằm xuống. Giờ nói gì tôi nghe đó. Bao nhiêu tuổi rồi chú? Nặng tay rồi em hả? Nặng tay. À. Rồi, bác nằm xuống đi. Ừ. Đâu vậy? Đó. Rồi. Về đó, đó rồi, 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 nằm xuống. Tâm người rồi. Tâm ngửa. Ừ. Chú không phải 80 là 10, mà 18 tuổi mà nhiều lần nữa. Rồi. Kéo ra kia chút. Không có, đừng kéo tay ổng, kéo tắm chi vậy. Ừ, nắm tay, đợt mẹ tay ổng. Rồi, kéo đi. Rồi, xong rồi. Cho nhấc hai chân lên. Rồi, thẳng lên. Rồi, mọi người nhìn đây ha. Tức là người mà bị đau cột sống lưng á, là khi mà ta nhấc hai chân này lên á, thì chúng ta thấy nếu như cái gốc lưng của cái này á là 90 độ mà cái chân vô thì được thì ok, còn cái chân này rõ ràng là lên được cái 90 độ này thì cái lưng bị hở, có nghĩa là cái lưng của bác này rất là cứng. Rồi đè xuống. À, thì khi mà mình bẻ mình đè xuống thì cái tay nó cái chân nó rãng cái rãng ha, đè xuống theo và đến 10 chân điếm. Cái gì chịu nổi chị nào không chịu lỏng dối nè, giống như quýnh đài vậy. Còn ông còn khịch khịch thì chưa sao đâu, cứ để ý cái tay ông nè. Rồi đè xuống mình, đè từ cho nó dẻo xuống cái tay. Rồi chừng đó nó đau nhưng chưa được, tại vì nó chỉ đau trong vòng 1-2 chiêu đầu thôi, cái chiêu sau là không sướng rồi. Chị đau quá thì đập nha. Đau quá đập cái gì đâu. Lâm nhớ bài bẻ chân không? Mình nhớ bài bẻ chân chưa? Một tí vật học đó. Nhúc nhích gì trên rồi? Không ngủ rồi. Mày làm ghê quá. Mày đang mát mở mắt nhưng mà thấy ghê rồi. Đau quá, nổi. Bây giờ không đã quá rồi. Không đã quá rồi đúng rồi. Không nằm thương thức vậy. Không phê. Cười đến phê đến khó. Mông lên, rồi một tay nắm cổ tay, rồi cái đầu gối kia đè xuống, đó đè xuống, vậy đó. Rồi bước đầu mình đè chậm chậm sao càng ngày đè mạnh lên, vậy đó. Đối với những cái người mà bị thần kinh quạ đó, khi mình ấn mấy điểm này người ta rất thích. Tại vì thường thường đó là
cái người bị thần kinh tọa mà ở cái tuổi lớn này nó kèm thêm cái gì biết không? Tức là nó tắc nghĩa van tĩnh mạch. Vậy tắc van tĩnh mạch thì cái mà đau đớn khó chịu nhất là buổi tối ngủ là bị chuột rút, tức là bị giọt mẹ đó, và rất là đau đớn. Thường là cái bệnh nó dây chuyền nó đều giống nhau vậy đó. Thầy ngủ rồi lo gì nữa không? Chỗ mổ hả? Mổ bao lâu? Dạ, mổ nơi nào rồi, ở nhà ạ. Rồi, mà làm chưa? Chưa làm, nào dám làm, sao? Mà cái chân nó teo lại, mà cứ mổ chụp hết đó. Ờ, đâu có sao đâu. Cứ làm nhà không ăn được hay không? Không ăn được gì. 2 năm rồi. Dạ. Vì ví dụ chị nói tiền mới mổ hôm qua thì không được. Chứ mổ 2 năm rồi cứ xịn xử thôi. Bác nhà đâu lận? Thị xã là gì? Tỉnh Bình Thuận. Rồi nhớ rồi, nhớ cái gì cá biển của bác rồi. Là gì đẹp? Dân chúng ở gần đó, dưới biển nó lại sống về làm cá thôi ha. Dừa nó ngọt ha. Đâu có dừa đâu cha. Vậy là phải đi ra chút xíu ngay chỗ khe gà mới có dừa đúng không? Đúng đúng đúng. Đi lên trên dinh đại tiết đó. À đúng rồi. Trên đó có sống dừa. Dừa nên đó ngọt. Bây giờ đưa tôi hai chất học trò đi vô lên đó. Mạnh đi. Mạnh đi. Anh gọi quá rồi. Khê quá rồi, đá quá rồi. Khê quá rồi. Tóc của hồng luôn. Chơi một khách nữa đi. Không hề, ít sợ. Làm gì nữa? Ê, nó quay quay, coi chân xuống. Này nó cứ đứng như tật hay quên. Coi chân lên. Gác qua đây. Đưa chân này gác lên rồi. Dịp làm sao cái đầu gối nó chạm được cái đất thì về. Đứng nè. Không được có trời. Từ từ rồi nào cũng có, đừng có dần dần em có em không, nhẹ nhàng mềm. Mọi người biết không, là khi mình thấy một cái người bệnh mà nói ở vùng biển, mà cái vùng mà biển á, thì người ta đi nhiều đúng không, cứ đi dưới cát nữa, người ta đi sức mạnh, người ta đi rất nhiều, ha. Và ta muốn mà kéo cái xuồng đi á, thì người ta phải dùng cái lực rất mạnh, ha. Cho nên á, là một cái người mà chân mà đau mà dẻo cứng vậy là biết rằng cha này là chủ dừa cá rồi. Nhiều khó đâu. Không phải là dân dân. Con nghe nó là chủ dừa cá kia. Rồi đổi chân kia. Đổi chân kia. Đừng. Đấy. Cái chân văng răng đó. Đưa lên, đưa cao lên, lên đó, lên chút nữa, đó, đừng. Rồi, dịp. Bệnh quá, này xe bài này đi sao nổi. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy hết vậy. Vậy làm. Thế tốt. Tổ dừa cá. Tổ dừa cá. Mềm ra, mềm ra không? Mềm ra. Đừng có gọng. Tạm quá đi. Tạm gọng. Rồi, hỏi ra đi, được rồi. Ờ, tại chú gọng. Rồi.
rồi rồi nằm ngửa ra, dựa đầu, coi chân này lại, coi chân lại, coi như lấy ra mắt, coi cho chân này, chân này, chân này co lại, dài gác bên kia, rồi làm gì nữa, nhớ không? Anh lấy cho nó đỡ quá, đau với chỗ này à này. Tại vì nãy tôi nói mọi người khi mình kẹp hai chân lên á, mà cái mông người ta bị nhấc lên á thì cái khớp xương nó bị thối quá cuộc sống á, nhưng mà bị thối quá mà vôi quá mà giúp cuộc sống luôn, nó mới như vậy. Rồi bỏ ra đi, đừng có nhậm nhà cho mà nó có thời gian lắm. Bỏ chân lên, đừng có làm xem, lên xem, lên xem. Rồi, tay này ấn, tay này chặn như da này. Rồi, ngồi xuống. Đó, ngồi xuống, tao nói mày bớt cái bụng này, không để bớt cái bụng. Rồi, rồi, đẩy ở đây, đẩy, đừng, đẩy cái này lên đây, đẩy cái này, tay này, đẩy xuống, ép xuống, rồi, ép sát, cho căng ra, rồi gắt một cái. Đó, gì đó, rồi, đổi với chân kia. Mũi cha nghe vậy đó, cứ làm thứ thế đi. Ai biểu sinh lên đây chi rồi giờ ngồi đó ra tháng. Ê, đẩy qua đây. Đẩy qua đây. Không. Để cái này đây. Đẩy qua đây. Rồi tay giữ. Rồi. Chưa. Đừng có nó dặn cái lưng không đó. Thấy không. Rồi. Rồi gặp mạnh cái cho nó gãy mẹ đi. Rồi. À, có hai chân lên, có hai chân một tủ giữ cá này mệt quá, rồi ngồi xuống, quỳ xuống, đó, rồi đẩy lên bụng, rồi nắm hai rồi gói lại, rồi câu lên, đứng này địa chủ lắm, đó, để mình cho lưng không giãn ra, rồi khi mà ta đè xuống thở ra, không làm gì. Được rồi. Rồi. Đau quá chịu nổi. Chịu nổi. Ông này nhẹ ký lô ông mình tới tôi mà tôi mình đứng lên rồi ông rồi thôi xong rồi. Chứ con này có cái gai cuộc sống. Đau từ này. Biết, không phải là gai cái này gai của gì. Cái này bị dính cuộc sống. Dính với gai luôn. Đó. Ra là biết mà làm cho mềm lên. Chừng nào mà nghe cái rốt thì xương nó dậy ra thì ok. À, kêu lên vô đi trời. Vô đi. Cái ghế này sao mà không ngồi. Rồi cái này nữa. Vô đây kia ngồi đây nè. Kia. Ngồi đây. Rồi, được rồi, đứng về đi, thở một cái đi. Cái cọ này cọ chân thiếu. Rồi, nằm sấp. Chết đây là hả? Chợ tư vô kể năm á. Bố mày nãy để trong tỷ bố này hèn chi. Tí bố ra tiền không á. Lấy bố ra. Anh đi rồi lại phụ giùm chứ. Rồi ngồi đi anh chơi chứ. Tôi ngồi đi chơi. Dạ đang đang kìa. Đây. Lấy bố đi. Rồi, xuôi hai tay, nằm đầu xuống, xuôi hai tay ra. Kéo lên, sexy lắm. Nhiều phải tao nha, muốn chạy. Rồi, nằm xuống. Rồi, nằm xuống. Rồi, nằm xuống. Rồi, nằm xuống. Rồi, dần cái lưng cho ngay lưng lại coi. Đó, cho ngay lưng, cho ngay lưng lại coi. Em nào đẹp đẹp làm thẳng chút, thẳng lưng ra
Rồi bấm kéo cái hai co hai chân lên, bấm tâm linh cho biết, bấm bằng hai tay luôn nha. Đó, ok. Khi mà em ban đầu em nắm hai cổ chân ép hai cổ, bấm bấm tâm linh trước rồi ép cổ chân. Anh đỡ. Xong tới anh. Chống nghèo. Xong này tới em đỡ. Thế? Từ từ. Còn lâu lắm. Ông này cũng nhũng nha, nhũng nhẫn. Cái lưng cũng cứng hết rồi. Bệnh rễ cũng lên đó, gậy gậy gọc. Rồi, nắm hai cổ chân ép để vô mông. Được rồi. Hai cổ chân ép từ từ thôi, từ từ thôi. Ông nói rồi đó. Bấm mà ông chết ghé là vợ ông vô đi chuyện. Ủa, anh phí đó rồi. Kiên lên anh coi, giống cái trâu con yên nó lên chỗ nó lấy. Bỏ thẳng ra này lấy cái đĩa. Đĩa. Nó phải nghiêng một chút. Ê, có được rồi, nằm thẳng đi. Lưng này cứng ngắt rồi hả? Cứng mà bị cong luôn. Cứng bị cong. Yên. Sao mà giống nhẹ cái gì vậy? Bỏ hai cái đồ gối lên đây. Chẳng đi không có đường chạy. Rồi. Câu giò lên. Rồi. Đó. Làm cho thẳng ra. Rồi. Thôi nằm ngửa ra. Chồng nghỉ chú đi, nằm ngửa ra. Thôi được rồi, nằm ngửa ra. Ông này ông bị thoái quá, cột sống cổ, lưng đồ bị hết rồi. Đấy không? Liệu rã hết rồi. Đứng dậy. Cháu đứng dậy. Đứng dậy mạnh lên. Rồi, chú tay ép tay đi. Cái đĩa của bố trên phòng là ông Phi đang để kim nguyên trồng đĩa này. Cho ừ, nguyên trồng đĩa cũ. Nguyên trồng đĩa cũ nữa. Ủa này là con hả? Con út. À. Nó còn mấy số mà đẻ nó. Con. Mày chết rồi mà ai vậy? Đừng có cười. Mày cười cho nó vui chứ. Tuổi mày này tám chục rồi. Nhưng mà nó mấy tuổi đẻ mới ghê chứ. Rồi rồi rồi. Là 24. Quả ghê. Mày. Nếu ba đừng để, nếu ba cứ để mùa. Mười lắm đứa. Bởi vậy là ở biển là thấy con nít nó chạy đầy đường. Rồi đó là có đau rồi đó. Rồi nói được. Nó tiện lạc. Sao quá chịu nổi. Giờ gà. Tiêu là nhiều lần nữa mới được. Đúng rồi, cái này đúng không phải là gì. Tao cũng lên thức hồn. Nó cứng luôn. Một vậy mà. Lên đây chết chết. Mình đau mà chịu nổi chứ. Mười năm nữa. Đây là đây.
Mẹ nữa, mẹ nữa cha. Nó chưa vô kìa, Hãy
chị Sương. Nó làm chậm chứ. Mốt đừng có đòi lên nữa nha. Rồi coi nhìn lên. Em phải lấy gối đẩy cho ông lên lên trước cho thầy. Rồi đẩy ông lên lên nó tí. Rồi lên. Rồi. Nghiêng ra, nằm nghiêng qua cho ông nằm nghiêng. Rồi, cho ông thêm buồn lên, bây giờ chạy đi. Rồi, đã làm tốt rồi nha. Lấy chú quá chạy. Nghỉ á, một chút thì ông húp, húp đi. Húp, rồi thở ra. Húp. Thở ra. Húp. Thở ra. Hốp. Rồi được rồi. Bình tĩnh đứng dậy. Bây giờ không có gậy gốc kia đâu. Đừng có bắt tay bắt chân vậy nữa. Bây giờ là đứng dậy. Bây giờ đi đi. Không có gậy nữa. Mệt bỏ. Mệt đi. Không mệt đi. Mệt đi. Giờ đi đi. Đi ngon lành đi. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853 823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853 823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.